Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Trong thời gian gần đây thì mình có mua một vài cái sản phẩm từ Nhật Bản và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho các bạn xem những cái sản phẩm mình mua từ Nhật nha. Sản phẩm đầu tiên mình mua được đó là dầu tẩy trang của DHC, chiết xuất từ dầu ô liu với chứa thành phần vitamin E trong đó nữa. Bởi vậy cho nên là nó sẽ giúp cho các bạn là tẩy trang rất là dễ dàng, với chất dầu của nó thì cũng rất là mỏng. Và khi các bạn tẩy trang với cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho các bạn tẩy trang sạch hoàn toàn những cái sản phẩm chống thấm nước và rất là dịu nhẹ, kể cả cho da dị ứng hay da nổi mụn thì các bạn vẫn có thể sử dụng được sản phẩm này. Đó, đây là một sản phẩm mình nghe nó rất là tốt cho nên đã lựa cái sản phẩm này để mua. Dầu tẩy trang thứ hai mình mua được đó là dầu tẩy trang của Cose. Đây là một sản phẩm mà mình đã từng rất là yêu thích cho nên là mình vẫn tìm lại mua với sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy là nó sản xuất ra rất là nhiều màu nhưng mà mình vẫn ưa chuộng cái loại màu cam này. Loại dầu tẩy trang này thì chiết xuất từ dầu cam và dầu cám gạo cho nên là chất dầu của nó cũng rất là mỏng. Khi các bạn tẩy trang lên thì rất là dễ dàng và nhẹ dịu và rất là thoải mái cho da luôn. Mình thấy là khi sử dụng sản phẩm này thì bao nhiêu cái lớp make up của mình có dày cỡ nào thì nó cũng tẩy rửa sạch rất là hoàn toàn, sạch sẽ luôn. Và nó phù hợp cho tất cả loại da luôn, kể cả da dị ứng, da mụn hay da nhạy cảm gì cũng được hết. Và do là nó chiết xuất từ dầu cam nên khi các bạn sử dụng sản phẩm này để mà tẩy trang thì nó sẽ phản phất một tí xíu cái mùi cam, giúp cho các bạn cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái nữa. Cho nên mình rất là thích cái sản phẩm này. Và cái giá cả về cái sản phẩm này thì mình thấy nó rất là rẻ. Dầu này thì nó dễ tìm hơn so với dầu tẩy trang của DHC nữa. Cho nên là nếu như bạn nào là học sinh thì mình cũng recommend các bạn sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm thứ ba mình mua được đó là một loại sữa rửa mặt của Cose. Thì cái này mình thấy có chữ white, có nghĩa là mình nghĩ nó sẽ là có tác dụng làm trắng nữa. Nhưng mà mình thấy nó cũng có một vài cái huy hiệu ở đây, như là nó cũng đáng là một cái sản phẩm gì đó rất là hay ho cho nên được cái mọi người khá là tin dùng. Thì mình thấy nó rất là to và cái thứ hai đó là giá thành nó rất là rẻ cho nên là mình cũng rất là hứng thú với sản phẩm này, cho nên là mình sẽ mua và sử dụng và có gì mình sẽ review cho các bạn nha. Tiếp theo thì mình có mua được là một loại lotion trị mụn Bigan Sui của hãng Mesoku, như nó là vậy. Thì cái sản phẩm này trong thời gian vừa qua rất là nổi tiếng bởi vì một loại lotion đặc biệt dành cho da bị mụn. Thì khi sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho các bạn làm sạch da, xoa khít lỗ chân lông và giảm mụn cám và mụn đầu đen nữa. Thì nếu như bạn nào có tình trạng da bị mụn hay da nhạy cảm thì có thể tìm đến sản phẩm này nha. Thì mình nghe nó có rất nhiều người khen về công dụng của nó nữa. Một loại serum mình có mua nữa là của Facora. Đây là một loại serum làm sáng da bởi vì nó có chữ white. Thì mình nghĩ vậy, nói chung là chữ white thì mình nghĩ là nó làm trắng, chứ thật sự trong cái hộp này nó cũng có nhiều chữ nhật nhiều lắm. Thì cái này mình biết là nó sẽ có thành phần là chiết xuất từ nhau thay lợ, chức năng là làm ngăn ngừa sự lão hóa hay là giảm những cái vấn đề như là nếp nhăn rồi đốm nâu hay là sạm nám vân vân. Nói chung là nó đặc trị cho những vấn đề lão hóa của da. Thì đó, mình mua sản phẩm này chỉ vậy thôi. Một loại serum nữa là của CC Merano. Thì cái này thì trong thời gian quá hot rồi đúng không? Thì mình có một loại này thì mình có biết là sản phẩm này sẽ có vitamin C giúp làm sáng da đồng đều hay là trị những nốt thâm, tàn nhang hay nám vân vân, các vấn đề mà không đồng đều màu da của các bạn nữa đó. Thì nó cũng có thành phần là trị vấn đề giống như là sẹo lõm nữa. Thì khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn nên sử dụng từ 5 đến 6 giọt thì nó mới phát huy tốt cái công dụng của nó. Thì giá thành cũng rất là rẻ cho nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên thử qua sản phẩm này. Và sản phẩm tiếp theo mình có mua là cái tiết trị mụn phe, cái này rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Thì theo mình biết đây sẽ có là hai cái thành phần, đó là thành phần chống viêm EPPN là viết tắt của chữ ibuprofen piconol, và thành phần thứ hai là kháng khuẩn là EPMP là viết tắt của isopropyl methylphenol. Thì nói chung nó tên rất là dài đó. Thì nó có hai thành phần này thì đặc biệt chính cho nó là giúp kháng khuẩn cho mụn và có độ kích ứng rất là thấp cho da bị mụn, đặc biệt là da dễ bị nhạy cảm. Và cái độ ẩm của nó cũng rất là tốt. Thì mình theo các bạn biết thì đa phần những cái kem trị mụn thì nó dễ làm cho các vết mụn của bạn dễ bị khô và da cũng bị khô nữa. Nhưng mà sản phẩm này nó sẽ có độ pH tương đồng với da của các bạn, sẽ không làm cho da hay là cái vết mụn của bạn bị khô. Nếu như mà các bạn nào phân vân và không biết là da các bạn phù hợp với sản phẩm trị mụn nào thì các bạn nên sử dụng thử sản phẩm này, bởi vì mình cảm thấy là nó khá lành tính hơn so với những loại trị mụn khác. Cho nên các bạn có được thì nên dùng thử em này.
Kế tiếp thì mình có mua hai cái cây mascara từ thương hiệu là Mazolica. Như tên lại vậy. Thì cái này á, màu xanh theo mình biết hình như nó là vừa làm dài và làm dày mi. Còn loại này thì nó sẽ làm dày mi của các bạn. Thì có rất là nhiều người khen là chất lượng mascara của Nhật Bản, cho nên là mình cũng đã rất là thích về loại mascara của Harry & Mac, cho nên mình muốn mua thử hai cái sản phẩm này về dùng thử. Thì nếu như mà sử dụng tốt thì trong những video makeup sau này của mình sẽ review về nó cho các bạn xem. Tiếp theo sẽ là một chuyên mục về mặt nạ đó. Thì đây là một cái chuyên mục mà mình rất là yêu thích. Thì mình đã sử dụng qua rất là nhiều mặt nạ của các nước như là của Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và tiếp theo đó là Nhật. Nhưng mà theo về so sánh thì mình đã cảm thấy rằng là không có loại mặt nạ nào mà bằng của Nhật Bản hết. Thì các bạn có thể biết tại sao phụ nữ Nhật Bản họ rất là có làn da rất là đẹp. Bởi vì ngoài những cái gọi là lotion mask hay là một số mỹ phẩm làm đẹp của họ thì mặt nạ giấy cũng là một cái sản phẩm rất là quan trọng trong việc chăm sóc da nữa. Thì cho nên là mình đã mua rất là nhiều loại mask của Nhật. Thì mình sẽ nêu về cảm nhận từng cái của mình về sản phẩm mặt nạ của Nhật mình mua. Thì mình có mua một cái mask của CC Melano thì nó cũng chung dòng với cái loại serum CC Melano nữa. Thì nó chỉ là hỗ trợ thêm một phần cho các bạn giống như là làm sáng da, đồng đều màu da hay là trị thâm nám hay là tàn nhang vân vân. Và nó có thêm một thành phần là cấp ẩm cho da của các bạn nữa. Thì cái này thì nó sẽ là một cái hộp có bao gồm 20 miếng. Thật sự là mình thích hết giảm thâm và cũng như làm sáng da, cho nên mình muốn mua nó thôi. Chứ thật sự thì những loại mask mà dạy trong hộp hay là trong túi nó bao gồm từ 5 cái, 10 cái, 20 cái hay là 30 cái thì thật sự cái sản phẩm của nó thật sự không tốt bằng những cái loại mask riêng lẻ hay là một hộp từng miếng, từng miếng, từng miếng đó. Cho nên là thật sự mình không có thích nhiều. Đồng ý có nhiều bạn là khoái tiết kiệm hơn, nhưng mà cảm nhận riêng về của mình thì mình thấy là mua từng cái thì cảm nhận của mình nó cảm thấy sẽ cái mask của mình nó chất lượng và nó đặc biệt hơn bao giờ hết. Thì mình có mua một vài cái mask gọi là đơn lẻ trong cái hộp như thế này. Thì mình có mua bao gồm là những loại mask của Kose. Theo mình biết thì loại màu xanh này thì nó sẽ cung cấp độ ẩm cho làn da thiếu nước. Màu hồng á thì nó sẽ có collagen giúp giữ cho cái làn da bạn có độ đàn hồi tốt hơn. Và màu vàng thì chứa vitamin C làm sáng da và làm trắng da nữa. Kế tiếp là hai loại mask của Kanebo dầu mà Hada BC Moisturizing Facial Mask. Thì hai cái loại mặt nạ này thì đều là cấp ẩm, nhưng mà màu hồng này thì nó sẽ là chứa collagen giúp ngăn ngừa sự lão hóa và làm cho làn da thêm mịn màng hơn. Còn màu cam này thì nó chiết xuất từ chanh, thì các bạn cũng đã biết chanh thì nó sẽ làm sáng da và làm đồng đều màu da. Thì nó là loại mặt nạ 3D nữa thì nó cũng gần tương đồng như của SK-II vậy đó. Và một cái mặt nạ nữa của Kose dòng Phi 10 thì nó sẽ là dòng chống lão hóa rồi làm trắng da nữa. Hình như mình mua hơi là khá nhiều sản phẩm chống lão hóa, nhưng mà chẳng qua tại gom đại thôi, nhưng một phần là cũng lớn rồi cho nên cũng chú trọng đến việc chống lão hóa nữa. Thì cái này nó cũng là một trong những cái sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng của năm 2006 đến 2015. Thì cái sản phẩm này nó cũng là chứa collagen, nó là làm ngăn ngừa sự lão hóa. Thì nói chung các bạn đại loại là hiểu rằng collagen là nó bằng ngăn ngừa sự lão hóa, làm trẻ hóa làn da, làm mịn da. Thì nói chung là những các nè có thành phần chống lão hóa cũng có công dụng giống nhau vậy đó. Loại mask tiếp theo mình có là loại mask của Kose luôn, nhưng mà đây là một loại mask chiết xuất từ than hoạt tính. Thì các bạn có thể biết than hoạt tính thì nó có chức năng là thanh lọc da rồi là làm sạch và xác khít lỗ chân lông nữa. Và các cái mask này thì giống như là nó đào thải cho da bạn sạch sẽ hơn thôi đó, thì nó có công dụng như vậy thôi. Và một cái mask nữa là của Queen. Cái này là màu xanh thì nó công dụng là làm trắng, làm sáng da và làm mịn da nữa. Thì nếu như các bạn sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giúp các bạn có làn da căng mướt đó. Cái tiếp sẽ là một loại mặt nạ là Baby Repair. Theo hãng giới thiệu thì đây là một loại mask có chứa 27ml tinh chất cô đặc và cung cấp và duy trì độ ẩm lên đến 6 tiếng đồng hồ. Và nó sẽ có cái thành phần đó là nano hyaluronic acid nữa, thì nó sẽ giúp cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho các bạn hơn. Tiếp theo sẽ là hai cái mask của hãng Hada Labo. Thì cái loại màu trắng này sẽ là cung cấp độ ẩm cho các bạn nhưng là da thiếu nước, và cái này là sẽ tăng cường gấp đôi lượng cung cấp độ ẩm cho các bạn và làm sáng da nữa. Thì mình chỉ biết là hai vậy thôi Cuối cùng sẽ là một loại mask đặc biệt là dành cho vùng mắt. Thì cái loại mask này nó sẽ có bao gồm là 60 miếng tương đương với 30 cặp,
thì nó sẽ có thành phần là retinol ES, hyaluronic acid và một số thành phần thảo dược nữa, với công dụng là chuyên đặc trị những các vết thâm hay là sự lão hóa dành cho vùng mắt, và nó ngăn ngừa tất cả những dấu hiệu mà của xảy ra cho vùng mắt nữa đó. Thì nếu như bạn nào sợ thâm mắt hay là ngăn ngừa những cái vết chân chim nếp nhăn thì nên sử dụng sản phẩm này nha. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà mình mua từ nước Nhật Bản. Thì đồng ý là trong những cái quá trình nãy giờ mình review thì có vài cái vấn đề khó khăn mà xảy ra, cho nên là mình không biết là trong video này sẽ xảy ra trục trặc gì khi mình review nữa. Cho nên nếu có gì mong các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến tận đến bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau, và đừng quên like và subscribe kênh channel của mình nữa nha. See ya.